Xin chào tất cả các bạn, hôm nay CNC BDS xin giới thiệu với các bạn một driver để điều khiển động cơ bước 3 pha. Thì các bạn có thể thấy trên tay tôi đây đang là driver dành cho điều khiển động cơ bước 3 pha, có mã là 3ND này, 2283 này. Thì driver này thích hợp cho các loại thiết bị và dụng cụ cỡ vừa và cỡ lớn như là máy khắc này, máy cắt này, máy in laser này, máy vẽ này, các máy công cụ CNC. Đặc biệt là nó rất là hiệu quả trong các ứng dụng mà đòi hỏi có độ rung thấp này, độ ổn thấp và tốc độ cao, độ chính xác cao. Thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn. Đây các bạn có thể thấy trên driver này thì các bạn có thể thấy là đầu tiên là các chế độ vi bước nhá. Thì driver này thì có 16 chế độ vi bước này. Đó. Chia là từ 400 đến 30.000 xung trên một vòng đó. Còn bên đây là các chế độ dòng. Thì chế độ dòng đỉnh lớn nhất là 10A. Đây, còn dòng trung bình lớn nhất là 7.2A đó. Đây các bạn có thể đó. Bên đây là các cổng kết nối với motor này, UBV kép này, dòng đầu vào này là AC này. Thì dòng đầu vào thì là chạy dòng AC từ 110V đến 220V đó. Còn trên đây thì các cổng kết nối điều khiển, trên đây là xung này, dưới đây là hướng này, còn đây là chế độ cho phép hoạt động này, còn đây là các bạn để lắp các đèn cảnh báo. Thì driver này cũng có hai đèn led, khi mà đèn led màu xanh có nghĩa là mạch kết nối đúng và có thể hoạt động được đấy, còn màu đỏ đã bị lỗi. Trên cạnh này thì có các vị trí nút gạt, thì là có từ vị trí 1 đến vị trí 8 đó. Thì tương ứng là vị trí 1, 2, 3, 4 này để các bạn sử dụng để lựa chọn các vi bước này, vị trí 5, 6, 7 này các bạn chọn chế độ dòng này, vị trí số 8 này các bạn để off đó. Đây các bạn có thể thấy đằng sau của driver này có một cái quạt tản nhiệt cũng là lớn này đó. Đây, các bạn có thể nhìn đó. Thì trên driver cũng có đây, cũng có ghi chú này là các mã lỗi này, khi mà đèn đỏ này nhấp nháy này thì sẽ báo lỗi này, ví dụ như là lỗi không kết nối motor sai này, lỗi điện áp thấp này, lỗi điện áp quá điện áp này đó. Thì driver này thì điều khiển bằng xung và hướng đó, có thể là điều khiển được cái động cơ bước mà 3 pha 6 giây đó. Thì tiếp theo thì mình sẽ kết nối thành một cái mạch hoạt động để cho các bạn tham khảo. Thì mình cũng giới thiệu qua cái mạch mình sẽ kết nối, đó là mình sẽ kết nối với một động cơ bước. Đấy, có mã là 130 HCI 285 AL3S TK1. Thì động cơ bước này có bước góc là 1,2 độ đó. Moment xoắn là 50 Nm, cường độ dòng là 6,8A. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng bộ phát xung CS3 này để điều khiển động cơ đó. Và mình sẽ dùng cái củ nguồn 24V này để cấp điện cho bộ phát xung này của mình đó. Đây còn đây là dây của động cơ bước, thì màu đỏ là đây. Đây, màu đỏ là vị trí U này, màu trắng là vị trí V này, màu đen là vị trí V kép này, còn màu dây hai màu này thì đó là dây mát các bạn tiếp đất đó. Thì tiếp theo thì mình sẽ nối dây để hoàn thành một cái mạch. Và các bạn có thể thấy thì mình đã kết nối xong cái mạch để mạch driver để điều khiển động cơ bước 3 pha. Thì đây mình giới thiệu với các bạn luôn kết nối này. Đây ở dây động cơ mình đã nối dây màu đỏ vị trí U này, màu trắng là vào vị trí V này, màu đen là vào vị trí V kép này. Còn vị trí nguồn cấp này, đây là nguồn cấp của mình, mình cấp dòng điện là 240V. Còn đối với dây điều khiển thì các bạn
có thể thấy mình đã nối ra bộ phát xung. Đây, trên bộ phát xung thì các bạn có thể thấy đây, ở vị trí số 8 này, cúp tô này có hai dây là màu xanh vàng này và màu trắng này, mình nối ra là vị trí là pun cộng này, và vị trí là pun trừ trên vị trí pun cộng và vị trí DIR cộng trên driver. Còn vị trí số 7 này, pun này, mình nối ra vị trí là pun trừ trên driver để màu đỏ đây. Còn màu đen là dây DIR trừ, mình nối ra vị trí DIR trừ trên driver. Đó. Còn đây là nguồn cấp 24V cho bộ phát xung này của mình. Dây màu xanh là dương này, dây màu vàng là âm này. Đây là đây là nguồn của mình. Đó. Còn đây các bạn có thể thấy động cơ này của mình thì là sử dụng dòng là 6,8A. Đó. Thì 6,8A thì mình đã cho về, mình đã lựa chọn cường độ dòng cho động cơ đó là từ 6,5A đến 9A. Đó. Đấy, mình lựa chọn cường độ dòng này thì mình gạt vị trí số 5 là off này, số 6, số 7 là on này. Đó. Đây và tiện đây thì mình đã lựa chọn chế độ vi bước là 3200 xung trên một vòng. Đó. Camera nó xa nên hơi khó nhìn. Đó. Đây là off off này, on này, off này. Đó. À, tương ứng trên bảng chia xung là 3200 xung trên một vòng. Thì khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ lựa chọn theo cái công việc của các bạn thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ cấp điện cho mạch để các bạn theo dõi xem mạch nó hoạt động như thế nào nhé. Sau khi tôi cấp điện vào, đèn hiển thị trên củ nguồn của tôi đang hiển thị là 24V. Đây, đang hiển thị là 24V. Có nghĩa là bộ phát xung tôi đã nhận được điện đồ này trên màn hình hiển thị này. Đèn đang ở vị trí set này, là motor đang đứng yên này. Tôi sẽ cho motor quay này. Đấy, các bạn có thể thấy không? Đấy. Motor này có moment xoắn là 50 Nm nhưng mà cứ quay thì rất là êm. Đó. Cho dừng lại này. Cho quay tiếp này. Đó. Tôi cho đảo chiều này. Đó. Trả chiều này. Đấy, bạn thấy chưa? Đó. Là ví dụ như là tôi muốn thay đổi chế độ vi bước thì tôi có thể là tắt điện đi. Đó, xong là tôi sử dụng các nút gạt 1 2 3 4 ở trên driver để tôi thay đổi. Đấy, khi các bạn thay đổi chế độ vi bước thì các bạn nhớ là phải ngắt nguồn điện ra, chứ không là driver nó sẽ không nhận đâu. Bạn nào có cái thắc mắc hoặc cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.